Xin chào tất cả các anh em nha. Video này mình hướng dẫn tất cả anh em tham gia cuộc thi nhận 100 giải thưởng có trị giá từ 10 đô lên cho các bạn. Giờ tham gia giải thưởng chia sẻ phần thưởng 200 đô la từ trồng ti từ dưới chôn nha các bạn. Đây là một luôn. Rồi đầu tiên đi tham gia giá phần link mô tả mình bắt đầu bấm vào một, bắt đầu bây giờ. Rồi đầu tiên thì các bạn mở dưới chôn ra. Ai không biết tại Gichon, mình có để phần link mô tả hướng dẫn cho các bạn tại Gichon cho các bạn. Và các bạn mở Gichon lên nghe nè. Hôm mình có làm cái video hướng dẫn cho các bạn tại để làm iRep cùng mình nghe các bạn. Và các bạn bấm vào nút reset nè. Các bạn copy cái địa chỉ này nè. Rồi sau khi các bạn copy xong các bạn trở về con web này nè. Các bạn bắt địa chỉ Gichon vào đây nè. Toàn dán vào các bạn. Còn đây trên thì dòng chì trên thì các bạn bấm vào địa chỉ email nghe các bạn. Anh Nhân Quỳnh. Rồi các bạn bấm bắt đầu nha bạn. Các bạn xem chút nha bạn. Rồi sau khi dân ra ta phan các bạn bắt địa chỉ này là các bạn anh Nhân Quỳnh. Rồi bấm bắt đầu. Rồi sau khi các bạn vào giao diện chính cái này các bạn thì nhiệm vụ rất là đơn giản các bạn. Các bạn follow Twitter nè, rồi like Facebook nè, rồi bạn subscribe kênh YouTube của nó các bạn, rồi các bạn share bài viết của nó nè. Rồi các bạn vào đây mở website ra rồi bỏ nha các bạn. Mở hai website lên. Rồi theo Word thì các bạn like và theo quiz nè. Rồi các bạn làm hết nhiệm vụ nữa các bạn. Follow theo Word thôi các bạn. Rồi các bạn copy link ghép này chia sẻ cho bạn bè và người thân các bạn. Vì đây mình làm đây rất là nhiều người tham gia luôn nè các bạn. Để mình check qua thông tin của nó trên trader của nó các bạn. Phan để mình mở ra nó có Gmail và mail cái feed nghe các bạn. Kêu vào mail công viết mà thằng bạn mình các bạn mở mail ra kiểm tra mail nữa các bạn. Sau khi chương trình này gấp kết thúc tự động lòng cho nó sẽ tự động trả giấy mình nghe tất cả các bạn. Để mình kiếm tìm một thư đến à, nó gửi về cho mình hộp thư các bạn. Các bạn lập tất cả hộp thư các bạn. Hộp thư chính có hộp thư spam đăng mình kích hoạt tài khoản các bạn. Các bạn chờ mình chút nha các bạn. Các bạn mình máy mình hơi yếu quá, đây ít bữa nay mình nâng cấp lên nha các bạn. Các bạn nó có thông báo nè, đem xác nhận địa chỉ với cho nó mình nè. Các bạn bấm verify nè. Các bạn vào mail mà xác các bạn. Mình đã nhận mỗi một người nhận được 10.000 không xem xanh bôi. Chưa được kiếp nào. Sau khi các bạn làm xong nhiệm vụ các bạn bấm vào nút Redmon nha tất cả các bạn. Đây thì mình đã check qua thông tin trang Twitter của nó. Nghe các bạn, trong web này thông neo hình rất là đẹp nghe các bạn. Ồ, rất là ngon nghe các bạn cố gắng làm nghe các bạn. Vậy video mình đến đây kết thúc nghe các bạn. Vâng, mình các bạn vào website của nó rồi các bạn mở ra rồi xem website nó rồi thôi nghe các bạn. Các bạn khỏi cần đăng ký cũng được. Là website của nó nè. Câu này nó định thôi.
Thôi vậy video này đây kết thúc các bạn. Để mình làm video dài dòng quá. Chào tạm biệt tất cả các bạn. Các bạn nhớ cho xin like, đăng ký để cập nhật những clip tiếp theo từ mình nha.